ông xã. Ừ. Anh có thấy gì không? Thấy gì hả mình? Kia. À, thấy rồi. Đôi chim bồ câu đang rỉa lông cho nhau. Ok. Một đôi chim đang rỉa lông cho nhau. Chim cò nó còn lãng mạn vậy đó, mà con người á, trong một cái buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ như thế này, hai tâm hồn cũng đang ngắm cảnh, vậy mà cái hồn dương đó không chịu lại đây để rỉa lông, để chải lông, cái gì đó quên, chải tóc cho cái hồn hồn âm. À ha, thôi được rồi, để chàng sẽ chải tóc cho nàng nhé. Đây lông đây, à tóc đây, tóc chàng rỉa đi, à chàng chải đi. Thôi chết rồi mình ơi. Ở trong chân tóc của mình nó bạc hết rồi. Mà cái tội của mình á, một tuần mình nhuộm một lần nó ảnh hưởng tới cái chân tóc nó, cái da đầu lắm á. Đừng đi coi. Không phải bạc. Không phải bạc, em đã khẳng định rồi, cái tóc của em là tóc màu vàng. Không phải bạc. Đã nói là nhà em á là ông ngoại em lai Pháp, lai mà em là xuống cái đời em là đời F7 F8 á. Nó vàng. Cổ xuống đây tôi chỉ cho mà. Không mà. Đã nói không là không mà. Đi thì. Đâu có xích là coi. Ôi chà, tóc em thơm làm hồn anh ngất ngay luôn vậy đó. Xích lại gần anh đi. Ba mẹ. Ôi tôi chết. Con xin lỗi, con vừa làm mất cái không gian lãng mạn của ba mẹ ạ. Xin lỗi con, con vô đây là hết lãng mạn rồi. Con mới đi du lịch về, con có quà tặng ba mẹ ạ. À, rồi. Trời ơi. Tặng xong rồi chưa? Đã xong rồi. Lui cung đi. Lui cung. Chưa lui được. Sao vậy? Vì trong cung có biến. Trời đất. Vụ gì nữa? Trời đất. Ủa xuống, xuống, xuống. Cung có biến hả? Kể con mới đi du lịch mà sao mà biến động là biến động sao? Mọi biến động xảy ra trong kỳ nghỉ hè của con. Trời ơi, tụi con đang nghỉ hè tươi vui mát mẻ quá mà, tại sao lại có biến? Mình đánh mình nghe con nói. Mọi chuyện xảy ra vào bữa tiệc của công ty. Bà giám đốc của công ty con lên mời chồng con khiêu vũ cùng. Thôi rồi xong. Trời ơi cái thằng này nó gan thiệt á chứ. Trời ơi đến cái bà giám đốc đó mà nó còn không. Không. Trời ơi. Con nói tiếp đi. Trời chị ơi gì? Thì vậy mà còn không hiểu nữa. Không. Cái bà giám đốc đó thì hiểu rồi. Có nghĩa là thằng chồng con á, có nghĩa là thằng chồng con nó trẻ đẹp, nó cao to, nó đẹp trai, thì đàn bà con gái thấy nó cũng mê mà. Huống chi cái bà giám đốc, cái bà sồn sồn hồi đó ba cũng y chang như vậy thôi con. Ủa sao chửi cưng vậy? Vậy hả? Anh xin lỗi mình, anh nói không, cái vấn đề nó không phải như thế ạ. Cái vấn đề là anh ấy không hề biết khiêu vũ, và khi anh ấy nhảy cùng với bà giám đốc của con thì anh ấy sai nhạc, xong anh ấy đạp vào chân của bà ấy. Đạp vào bàn chân mấy lần, nhưng cuối cùng bây giờ là bà ấy bị bong gân, lại bị chảy hết cả. Bây giờ là cả kỳ nghỉ là chỉ nằm ở trong phòng khách sạn không đi đâu được. Trời đất ơi. Ủa nó lại dụng về như vậy. Sao nó hậu đậu vậy mình? Ôi, chưa hết ạ, vẫn còn một sự biến tiếp theo. Gì vậy? Gì nữa con? Trong buổi văn nghệ thì anh ấy xung phong lên hát. Hát hả? Nó hát bài gì? Chắc nó hát hay lắm chứ gì, chắc nó hát mấy bài tình ca nó hay lắm á. Trời ơi, con mẹ mẹ biết mà. Hát gì? Anh ấy hát bài Vợ Người Ta. Anh hát là giờ em đã là vợ người ta. Hát thẳng vào mặt mà ngay ở phía dưới là ông phó giám đốc của công ty con. Vợ của ông mới bỏ ông ấy để đi làm vợ người khác. Trời sao cái thằng này nó vô duyên tàn khốc vô nhân đạo vậy trời. Thằng đó chỉ được cái đẹp thôi à, chứ nó không có được. Trời ơi nó giống ai mà sao mà nó vô. Chưa con. Con mình nói nó giống ai. Thôi được rồi mẹ hiểu rồi. Còn cái sự biến thứ ba, đó là trong buổi tiệc, trong lúc mọi người đang ngồi ăn với nhau. Chị kế toán trưởng của con ngồi ngay bên cạnh. Anh ấy không biết xài dao nĩa. Xong anh cứ cố gắng, anh ấy chứng tỏ. Anh cứ cầm dao anh xỉa. Cầm nĩa anh xỉa một phát, xong cuối cùng nguyên cái miếng thịt bò văng thẳng vào mặt chị kế toán trưởng của công ty con. Vui không anh hả? Tôi nói, xong có mình chỗ đó ta. Thằng con mình á, nó lựa toàn là những cái nhân vật đầu não nó tấn công không mình. Cái vấn đề là cái miếng thịt bò mình hình dung nó đập cái mặt bà đó. Trời ơi cái mặt mặt như mặt mâm. Rồi lúc có ba mẹ chắc là vui dữ. Ba mẹ vui duyên thiệt chứ. Ba mẹ vui duyên thiệt. Sau đó thì là con có nguy cơ bị mất việc ạ. Bị từ giám đốc đến phó giám đốc đến kế toán trưởng là muốn đuổi về con. Vừa phải thôi chứ. Bắt mình đi chợ, về bắt lặt rau nữa. Ép người quá đáng. Thôi,
Ủa, ở đây hả? Nè, thương con lắm á, ba mua tặng con này nè. Gì vậy ba? Sao tự nhiên tặng con gối ôm? Thì để tối ngủ con nằm ôm nó. Ba nói gì? Con là con có vợ con ôm rồi, không có cần gối ôm đâu. Thì mai mốt lỡ vợ con không có nhà thì con lấy cái gì con ôm? Nhưng mà ba nói cho con biết nha, con vợ con nó than phiền con đó. Nó nói nếu như mà con vẫn giữ cái thói quen cũ lạc hậu á, mà không có tiến bộ lên một chút xíu nào á, thì nó sẽ không bao giờ chịu ngủ với con đâu. Ba. Gì? Ba hồn con hoài. Ông bà xưa có câu hay lắm rồi. Lia thia là quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vợ con không thể nào rời bỏ con được đâu. Hay quá ha. Hay quá ha. Thế một ngày nào đó nó không ngủ với con chết cho biết. Mà kỳ này con vợ con nó kiên quyết lắm đó nha. Nó nói với má con á, nếu mà con không chịu thay đổi á, là nó dứt khoát không ngủ. Coi như là cầm cái ôm này đi, giống như là con cưới vợ hai gì đó. Ôm tạm qua mùa mưa, xong tới mùa nắng, bỏ, vậy nha. Ba. Gì? Nãy giờ bà nói thiệt á. Ủa? Bây giờ biết sợ rồi sao hả? Sợ không có vợ không ngủ được cái gì? Có, phải sợ vụ đó. Chứ sợ cái gì? Sợ ma. Mà em ơi, mới đi học có mấy bữa em nhảy đẹp thế. Chồng của em mà tự hào cả lên, em mới thích thế. Đến đây thôi nào. Thôi rồi, bây giờ chồng đi học tiếp đi nhá, để tiến bộ thêm. Đi đi, đi đi anh. Chưa đi được. Sao thế? Anh đợi. Đợi à? Ừ. Rồi, đi đi. Chưa đi được. Nua à? Eo ơi, sao hôm nay cuồng vợ thế? Đến đây. Chồng xong, đi, đi, đi. Không có được moi đòi tiền, đi học đi. Về cho thêm nhá. Khi nào về thì em cho nhiều hơn. Vợ. Ơi. Vợ hiểu lầm rồi, anh không có đòi tiền. Thì anh đòi gì? Anh đòi tiền. Hả? Tiền gì? Hôm bữa em mới cho anh 5 triệu mà. Thì 5 triệu. 5 triệu đầu tư cái quần này rồi nè. Quần này bao nhiêu tiền? Quần này 4 triệu 8. 4 triệu 8? Đúng rồi. Anh đi ở đâu mua cái quần 4 triệu 8? Em mắc cười quá. Để có một cái bộ lễ phục đẹp thì ta phải bỏ nhiều tiền ra để mua. 4 triệu 8 là còn rẻ, chưa hết nha. Nè, đôi giày này nè, 3 triệu 7. Nè, còn cái áo này nè, cái áo này còn đang trả góp, chưa có đủ tiền trả. Anh phải mượn tiền bạn ứng trước đó. Bây giờ em đưa tiền cho anh trả nó đi. Nói chung là tạm thời anh đang có đồ thì anh cứ đi học đi, chứ bây giờ em làm gì còn tiền em đưa anh. Bây giờ em nghĩ sao bây giờ em không đưa tiền anh, anh mặt mũi đâu đi vô lớp. Đi vô lớp mà nó đòi tiền thì thôi quyết định nghỉ học. Mệt quá. Cấm cởi ra. Thôi bây giờ cứ đi học đi rồi em xuống em mượn tiền mẹ mua cho anh được chưa? Chịu mượn tiền mẹ hả? Phải đòi tiền. Dạ. Cái gì? Nếu có mượn tiền mẹ, chịu khó mượn dư dư chút xíu nha. Làm gì? Em đầu tư cho anh thì em cũng phải biết đầu tư cho bản thân mình chút xíu. Em hiểu không? Em còn thiếu sót cái gì mà anh bảo em phải đầu tư? Có, anh thấy em có một cái thiếu sót rất là quan trọng. Cái gì? Em phải thay đổi mùi dầu thơm đi. Chứ anh thấy cái mùi dầu thơm của em nó khét khét mà nó không có sang. Chứ nhìn anh thấy à, cái bé Thúy á, bạn nhảy quanh, trời ơi, nó nói cái mùi dầu thơm hít một cái là thấy đã lên cái não luôn. Con Thúy nào mà kêu nó là bé? Thì mới nói rồi đó, bé Thúy bạn nhảy quanh á. Nó bao nhiêu tuổi mà gọi nó là bé? Thì 18 tuổi. Chứ không phải 28 tuổi như em đâu không gọi là bé. 18 tuổi mà đòi đi học khiêu vũ, cái đồ hư hỏng. Bố mẹ không biết dạy gì cả, 18 tuổi phải ở nhà mà học bài đi chứ. Sao mình đi học khiêu vũ? Trong lớp học nhảy của anh, ai là người lớn tuổi nhất? Dì Tâm. À, kể từ bây giờ là anh chỉ được nhảy với dì Tâm thôi, không được nhảy với cái con bé Thùy đấy. Trời, em nghĩ làm sao vậy? Dì Tâm, dì 81 tuổi rồi. Cái điệu nhảy mà dì Tâm học là xì lô mùi, là những cái động tác nó rất là chậm. Nè. Kiểu như vậy, nghĩ sao, mỗi lần bà đi ê cha cha cha, ai da đau lưng. Cha 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 cha, ai da đau lưng. Còn anh thì anh trẻ trung, anh nhanh nhẹ đi. Cha cha cha, cha 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 cha. Đó, em thấy không? Như vậy làm sao có thể là một cặp đôi nhảy hoàn hảo được? Thế tốt chứ anh.
Chị 81, chị nhảy chậm chậm. Anh có thời gian để anh học, anh nhớ động tác và anh tiến bộ. Tiến bộ cái nỗi gì em? Em nghĩ sao? Dì Tâm, dì 81 tuổi rồi, cái điệu nhảy của dì chỉ học quanh quanh mấy cái điệu mà xì lô mùi dưỡng sinh thôi. Còn anh là nhảy cha 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 bi bóp là anh nhanh lắm, làm sao bá theo kịp. Em mà làm khó anh vậy là thôi. Buông ra. Rồi bây giờ em sẽ tìm cho anh một người dễ thương để học nhảy cùng anh, đúng không? Nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ừ, dễ thương lắm. Ai cũng được, chỉ cần nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương là được. Chú hai teo. Ủa, hai đứa qua ăn cơm, ba mẹ dọn cơm xong hết rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Sẵn có cái món mắm này thằng Tú nó thích lắm luôn nè con. Cái gì vậy? Bị sao thế anh? Trời ơi, cái mùi mắm gì, mùi cá chích xình vậy, nó ghê quá. Chích xình gì? Mắm. Thôi, 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 đừng có đưa con ngửi mấy cái mùi này, con khó chịu lắm. Hôm nay anh ấy đang bị dị ứng khổ thân lắm. Thôi để con đưa anh ấy ra nhà hàng ăn. Cái gì? Chứ ăn ở nhà coi chừng anh ói. Trời đất ơi, đúng rồi. Cái gì mà ăn nhà hàng? Ở nhà một tuần 7 ngày mà tụi con đi ăn nhà hàng hết 6 ngày rồi. Thì phải cho anh đi nâng cấp chứ mẹ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì đi ăn nhà hàng, đi ăn nhà hàng. Mà mẹ cho con ít tiền, con đưa anh ấy đi ăn nhà hàng. Còn đi ăn suốt hết tiền. Mượn nữa hả? Mượn hay xin xác định luôn. Xin đi. Hoài vậy? 500 thôi. Cái gì mà 500? Con bị điên quá à. Ăn cái gì mà ăn 500, ăn dữ vậy? Ăn dữ vậy? Trời ơi, lòng lề đường bột chiên đồ các thứ là chỉ có đâu mấy chục ngàn thôi, làm gì 500? Trời. Đi nhà hàng mẹ. Đi nhà hàng mà. Nhà hàng Tây. Đi nhà hàng học ăn cách tay dao nĩa. Rồi vậy là đi nhà hàng 500 ngàn đúng, là đúng rồi. Đúng rồi, 500 ngàn đúng rồi. 500 ngàn. 500 đô. Mẹ. 500 đô. Nhà hàng Tây mẹ làm như nhà hàng Việt Nam. Đúng rồi. Điên hả? Có gì đâu điên, con thấy một điều đó rất là đơn giản. Mình đã đi tới một cái nhà hàng Tây rất là sang trọng. Mình làm sao có thể trả bằng tiền Việt Nam được? Mình phải trả tiền đô, tiền Tây. Bởi vậy 500 đô là vừa đủ tụi con ăn hai món à. Một miếng bít tết là đã 100 đô rồi mẹ. Nghĩ ở nhà ăn cơm nhà, ăn hết cái chỗ mắm này đi, mẹ bao no luôn, một bình trà đá khuyến mãi luôn. Còn ba nguyên một dĩa xoài nè, bao bao tụi con ăn luôn. Đô. Ba mẹ đã đồng ý với con nâng cấp anh ấy lên, bây giờ lại nghĩ không có nâng cấp luôn. Bây giờ cho sập sệ luôn. Nói sao để y vậy đi. Mẹ xấu mặt con. Kệ con, cho nó đi nhà hàng mấy lần, xấu mặt mấy lần rồi tự động nó nâng cấp lên thôi, không nói nhiều. Ngồi xuống. Nhưng mà mẹ, mấy cái món này con nói thiệt, bữa giờ cả tuần nay con ăn đồ Tây quen à. Mì spaghetti nó thơm ngon hơn cái mùi mùi mắm ghê quá, ăn sao nổi. Cái gì? Con mới nói gì vậy? À, con nhà lính mà tính nhà quan hả? Bây giờ không có đôi co gì nữa, hai đứa mỗi đứa kéo cái ghế ra, nó giỡn mặt với mẹ. Kéo ghế ra. Nhanh lên. Ngồi ăn hết cái chỗ mắm này cho mẹ nghe chưa? Nè, mắm này của hai tụi con đó, mẹ ăn kho cho tụi con đó, đó ăn hết đi. Hai đứa ăn mắm đi. Con xúc cơm. Thằng Tú, cầm cái đũa lên. Gắp cầm mắm. Cái chén lên. Bỏ vô cho nó. Gắp miếng mắm vô. Để ba gấp. Ăn. 2, 3. Ăn.